Dạ vâng, xin chào buổi tối tất cả anh chị. Rất vui khi được gặp lại tất cả anh chị vào một buổi tối đầu tuần đúng không ạ? Sau một chuỗi những cái phiên giao dịch rất là thú vị và có rất nhiều điều đáng để bình luận, thì chúng ta sẽ gặp nhau được cùng chia sẻ những cái góc nhìn về thị trường cũng như là các cổ phiếu mà chúng ta quan tâm, cũng như là góc những cái vấn đề mà chúng ta cần thảo luận. Cũng khá lâu rồi chúng ta mới gặp nhau đúng không ạ? Cũng hơn 2 tuần rồi. Qua một cái kỳ nghỉ lễ dài, cùng với đó là cái việc mà chúng ta tuần trước thì mình cũng có một số lý do cá nhân mình không lên chia sẻ được. Thì như chúng ta đã thấy là sau một cái kỳ nghỉ lễ dài thì thị trường chứng khoán thế giới nó xuất hiện nhiều cái diễn biến mà theo cá nhân mình và chắc là các chị cũng dễ thấy thôi là không thuận lợi. Thì nó kéo theo cái tâm lý ở thị trường trong nước là chúng ta thấy là hôm nay bỏ qua những cái kỳ vọng của việc là T cộng 2 thì cái thanh khoản nó được cải thiện đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta thấy là thanh khoản giao dịch rất là kém, một môi trường giao dịch mà chúng ta thấy rằng là cái cách khớp lệnh cho chúng ta thấy là dòng tiền rất là yếu. Trong cái bối cảnh thị trường như vậy thì những cái điểm gì mà chúng ta kỳ vọng, những cái điểm gì mà chúng ta cần lưu ý thì chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau trong buổi ngày hôm nay. Hôm nay mình đặt tên cái tiêu đề đấy là rút củi đáy nồi, nghĩa là cá nhân mình nghĩ rằng là, hoặc là một cái tiêu đề gì khác nó có góc nhìn tương tự, nghĩa là mình thấy rằng là dù chỉ số một trong một cái bối cảnh xấu, dù chỉ số chúng ta chưa điều chỉnh nhiều từ việc là giữ các cái trụ, nhưng mà ở trong bên trong thị trường, cái lõi bên trong thị trường thì chúng ta thấy rằng là cái diễn biến nó không tích cực. Và nếu chúng ta giao dịch cổ phiếu trong khoảng 2 tuần trở lại đây, chúng ta vẫn còn giữ danh mục, chúng ta giao dịch cổ phiếu thì có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái điều đó rõ nét nhất. Đấy, vậy thì trong cái thị trường đấy có những cái gì là chúng ta cần phải phải nói, chúng ta cần phải chia sẻ, cần phải mổ xẻ, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về những cái ý đấy. Thì hôm nay mình cũng có 3 nội dung thôi. Đầu tiên là góc nhìn lên thị trường thì chúng ta thấy rằng là nó vào vùng chú ý. Sau Jackson Hole thì thứ sáu tuần trước nữa đúng không ạ? Thì cá nhân mình đấy nghĩ là nó cũng đã thấy, chúng ta cũng đã thấy là nhiều cái nghi ngại. Như diễn biến hiện tại thì đối với thị trường chứng khoán toàn cầu thì có lẽ là mình nghĩ rằng là nó ở một cái vị thế mà cá nhân mình nghĩ rằng là nếu anh chị là người theo dõi một chút đó, thì các chị cũng không thể nào nói đây là những cái diễn biến nó tốt được. Thì chúng ta sẽ phân tích cụ thể nó như thế nào. Đối với thị trường trong nước thì mình dùng cái cụm từ rút củi đáy nồi ấy, hay là xanh vỏ đỏ lòng thì nó cũng 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 đúng, nhưng mà xanh vỏ đỏ lòng thì có lẽ là chúng ta nói một phiên thôi, nhưng mà rút củi đáy nồi mình nghĩ rằng là cái diễn biến khoảng 2-3 tuần trở lại đây thì mình thấy rằng là âm thầm đã có những cái dòng tiền rõ ràng là chúng ta thấy là rút đi, và cái dòng tiền hiện tại trên thị trường hiện tại thì mình thấy rằng là nó tương đối là yếu. Thì ở đấy thì những góc nhìn gì chúng ta cần phải theo dõi, và tiếp đấy là hôm nay là những cái phiên đầu tháng đúng không ạ, thì cái câu chuyện tháng 9 còn gì để viết tiếp, thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái dự báo tương lai một chút, những cái xa một chút trong tháng 9 xem là chúng ta cần gì đáng để lưu ý. Đầu tiên thì góc nhìn lên thị trường thì có lẽ là nếu anh chị theo dõi Finasat thì các anh chị sẽ thấy một cái bản đồ ngay của các cái loại tài sản, và nhìn ngay thì rất là dễ trực quan. Các anh chị thấy được rằng là chúng ta đây cổ phiếu đang rất yếu, dầu nghĩa là hàng hóa đấy yếu, vàng yếu, Bitcoin yếu. Vậy thì chỉ có một cái thứ ở trên bản đồ chúng ta thấy là khá là mạnh ở hiện tại thôi, đó là đồng USD. Và chúng ta thấy rằng là như thế này là chúng ta thấy rõ được cái bức tranh lên thị trường. Cá nhân mình nghĩ là nó rất là rủi ro ở thời điểm tại. Không phải nói nhiều về điều này. Cũng may là thị trường Việt Nam nghỉ lễ, trong cái quãng thời gian nghỉ lễ thì thị trường chứng khoán thế giới rất là xấu, nhưng mà chúng ta không bị ảnh hưởng cái quãng thời gian đấy. Rõ ràng là bây giờ cái bức tranh lên thị trường chúng ta thấy là có rất nhiều điều để nói. Chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn vào chỉ số về thị trường cổ phiếu đi, thì cái cây rơi mà Dow Jones rơi 1.000 điểm, 1.000 điểm không phải chuyện đùa anh chị ạ, cũng không phải ngẫu nhiên mà một cái thị trường lớn như vậy nó rơi một cái một rơi một phát 1.000 điểm. Và từ đấy là chúng ta thấy là chúng ta thấy có tuần tiếp theo là rất rơi vẫn rất là mạnh. Riêng cái phiên thứ sáu tuần rồi ấy, thì đúng cũng đã có những cái nỗ lực phục hồi, nhưng mà cuối phiên thì chúng ta thấy rằng là cái nỗ lực phục hồi nó bị phủ định mất. Và nếu chúng ta để ý thấy thì
từ khoảng mốc khoảng trên 34.000 đúng không ạ, thì chúng ta thấy là rơi mất khoảng 3.000 điểm cũng rất là nhanh thôi, trong vòng khoảng 3 tuần là rơi mất 3.000 điểm. Và chúng ta thấy là nếu mà so với cái cách cái đáy đây này, chúng ta thấy là nó cũng chỉ chưa đến 1.500 điểm nữa thôi, nên là có thể nói là cái đoạn rơi, cái đợt rơi lần này này nó rơi khá là nhanh. Chúng ta thấy là nó đúng với cái từ đó là lên thang bộ đúng không ạ, và xuống thang máy, và nó cũng thoái lui khoảng 2 phần 3 cái đoạn hồi từ đáy. Và những cái mà chúng ta hay nhìn ấy, mình nhìn vào cấu trúc của thị trường ấy, thì mình thấy rằng là kỹ thuật xấu, tâm lý xấu và cấu trúc của thị trường chúng ta cũng không thể nói là tốt được. Lợi suất trái phiếu chính phủ thì mình thấy là nó tăng trở lại, nó tăng trở lại khá là mạnh, đặc biệt là sau sau Jackson Hole, thì mình nghĩ rằng là đây nó cũng phản ánh cái kỳ vọng bình thường thôi, kỳ vọng có thể tiếp tục là Fed tiếp tục duy trì cái đà tăng lãi suất tương đối mạnh tay trong cái kỳ tới. Nhưng ta đều biết là lát nữa mình cũng sẽ đưa ra một cái lịch sự kiện, và lát các anh chị cũng sẽ thấy là tháng 9 này chúng ta có một cái cuộc họp đó. Hôm trước thì cái kỳ vọng là tốc độ tăng lãi suất chậm lại, nhưng ở hiện tại thì cái khả năng là Fed mạnh tay trong kỳ họp tháng 9 ấy, sau Jackson Hole là mình nghĩ rằng là nó tương đối cao, và nó cũng là một cái phản ứng rất là bình thường thôi. Thì đồng đô la tăng rất là mạnh ở trong thời gian gần đây. Có lẽ là ở đây chúng ta thấy là nó còn dư địa rất là nhiều ấy. Nếu các chị nhìn trên biểu đồ dài hạn, mình cũng có thể mở ngay cái biểu đồ dài hạn lên để cho các chị nhìn thấy. Đó là mình, nếu mà mình nhìn vào cái chỉ số đô la index ấy, thì nếu mà nhìn trên cái biểu đồ dài hạn thì mình thấy rằng là nó còn cái dư địa để tiếp tục có thể tăng. Nhìn vào là chúng ta thấy thấy dễ ngay, chúng ta có thể nhìn thấy hôm nay nó đã chạm mốc 110 rồi. Giả sử chúng ta nhìn cái đồ thị tuần của nó thì có thể là nó tăng được, còn có thể dư địa tăng lên mốc, dù tăng nhiều rồi nhưng mà nếu mà tăng lên khoảng mốc 120, đô la index tăng là 120 ấy, thì cũng không có gì là bất ngờ. Và nếu nó tăng lên 120 thì cái cách hiểu thông thường thôi, thì các cái đồng tiền khác đây nó sẽ mất giá khoảng 10% nữa, cái rổ tiền tệ nó sẽ mất giá khoảng 10% nữa so với đồng đô la Mỹ. Và như vậy mình nghĩ là nó là một cái thách thức không nhỏ đối với các thị trường, kể cả ngay cả thị trường châu Âu cũng là thách thức nhé, chứ không nói tới cái thị trường mới nổi, các thị trường cận biên. Và nếu các chị theo dõi tỷ giá thì chị cũng đã thấy rằng là hôm nay tỷ giá đã có những cái biến động rất là mạnh. Tỷ giá USD trên Việt Nam đồng nó cũng đã có những cái biến động nó rất là mạnh. Đấy là những cái tín hiệu xấu mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Mình muốn nói là không thể nào phủ nhận được. Những cái điều này có lẽ là người ta không không mình vẫn nghĩ là không phủ nhận được. Và nếu như mình nói, nếu các anh chị vẫn, đương nhiên cái phần này là tư duy thôi, nó không có gì cứng nhắc cả, và có lúc nó đúng có lúc nó sai tùy. Nhưng mà mình chỉ thấy là nếu chị theo dõi thường xuyên thì không phải là lúc nào là thị trường thế giới sập mạnh, Việt Nam cũng sập mạnh, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau đó là cái chuyện đó là chúng ta là một phần không thể tách rời đối với cái thị trường chứng khoán thế giới. Điều này mình nói rất là nhiều lần rồi. Và nếu chúng ta phát hiện ra những cái thứ này nó rủi ro thì đương nhiên rồi, chúng ta cũng không không phải là kỳ vọng nó rơi ngay, hoặc là nếu chúng ta tham gia bị thế trên thị trường phái sinh chúng ta bán xuống chẳng hạn, chúng ta không thể kỳ vọng nó rơi ngay. Nhưng nếu mà chúng ta tham gia vị thế mua trên thị trường cơ sở, chúng ta hoàn toàn phải đặt câu hỏi là vùng này phải chăng với những diễn biến lên thị trường như vậy nó là một cái vùng mà nó hàm chứa nhiều rủi ro cho chúng ta. Thì ở đây thì mình cũng hay nói với mọi người đó là mình tiếc là cái hôm mà thứ sáu á, Jackson Hole, thì thứ hai tuần sau thì mình bị Covid. Cũng thú thật với chị là mình bị Covid nhưng mà nhẹ thôi. Cho tới hôm nay thì cái giọng nói của mình cũng cố, nhưng mà nó cũng mình cũng không không nói to, nói một cách rất là bình thản thôi, không nhăn nhá gì cả. Thì mình không có bình luận được ngay về Jackson Hole ở đấy, nhưng cái sự kiện đấy cá nhân mình nó mang tới cho mình nhiều cái liên tưởng và nhiều cái cảm hứng để nghĩ có những cái liên tưởng gì đấy ở trong đầu. Thực sự thì tháng 8 năm 2020 ấy, khi mà thế giới xảy ra Covid, thì lúc đấy là cái sự kiện Jackson Hole này này nó phải tiến hành lần đầu tiên, nó tiến hành online. Và ở đó thì giới tin anh, giới tài phiệt Fed đúng không ạ, thì đã mở ra một cái chính sách nới lỏng cũng có thể nói là vô tiền khoáng hậu, cái lần bơm tiền vô tiền khoáng hậu. Và ngay sau đó thì chứng khoán Mỹ là có tiền, là chúng ta thấy rằng là cũng không không lâu sau Jackson Hole thì vượt đỉnh và đi lên mốc cao nhất mọi thời đại, đi lên nhất cao nhất mọi thời đại. Nhưng câu chuyện có vẻ đã khác so với 2 năm sau, và đây là cái cây 1.000 điểm mà chúng ta thấy đây, thứ sáu tuần trước nữa. Thì có vẻ như biết đâu đấy, có vẻ như biết đâu đấy,
nó không phải là sự khởi đầu. Mình nói như này, nghĩa là Jackson Hole năm nay nó không phải là sự khởi đầu, vì chúng ta thấy rằng là thị trường Mỹ nó cũng rơi rồi, nó cũng rơi rồi. Nhưng cá nhân mình nghĩ mình có thể liên tưởng đấy là cái sự xác nhận cho cái việc là thị trường có thể xác nhận cái việc là cái quan điểm cứng rắn của Fed, và xác nhận quan điểm là thị trường có thể tiếp tục chiết khấu, bởi cái quan điểm nó thực sự nó là quyết đoán, nó là thẳng thắn, nó là rất là quyết tâm trong cái việc là lạm phát. Mình cũng nói nhiều lần rồi, nếu các chị là người theo dõi mình hoặc là người có theo dõi về về Fed thì mình cũng đã nói rồi, đó là mình không bất ngờ về cái câu chuyện này, bởi vì Fed một khi đã thừa nhận cái gì đấy thì cái vấn đề đấy là vấn đề trầm trọng. Mọi người hay nói là lạm phát tháng 7 có thể qua đỉnh rồi, tạo đỉnh rồi, lạm phát tháng 6 là đỉnh rồi, tháng 7 qua đỉnh rồi, nhưng nó có xuống hay không ấy, thì cá nhân mình nghĩ là nó sẽ xuống chậm, hoặc là cái vấn đề này nó vẫn còn rất là nghiêm trọng, dù nó sẽ không lặp lại một con số cao như hồi tháng tháng 6 nữa, nhưng mà cái đà lạm phát, cái căn bệnh lạm phát, cá nhân mình nghĩ là một khi Fed nó thừa nhận thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nó có nguy cơ tiếp tục là rất là cao trong thời gian tới, và sau 2 năm biết đâu đấy vì sự đảo ngược hoàn toàn trong cái chính sách của hai cái Jackson Hole thì biết đâu đấy là 2 năm sau thì nó trở lại đúng khoảng đâu đấy là khi mà cái Jackson Hole 2 năm trước, nghĩa là vùng khoảng 28-29 ngàn đối với chỉ số Dow Jones. Biết đâu đấy đúng không ạ? Chúng ta không bi quan nhưng biết đâu đấy có thể như vậy. Với mình thì ngay cái lúc mà cái cây rơi 1.000 điểm thì mình liên tưởng trong đầu thì là như vậy. Đấy, tại vì mình theo dõi rất là kỹ những cái sự kiện đấy, và nếu những ai theo dõi Jackson Hole năm nay thì và 2 năm trước cũng đã theo dõi thì chắc chắn là mình nghĩ rằng là cũng nhiều khả năng là sẽ có cái suy nghĩ trong đầu nó giống như mình là như vậy. Đấy, hoàn toàn là cái cảm giác nó hoàn toàn là trái ngược nhau. Nếu 2 năm trước chúng ta hân hoan như thế nào và có niềm tin vượt đỉnh như thế nào thì 2 năm sau cái quan điểm cứng rắn của Fed nó khiến cho cái thị trường thế giới nó chùn chân chùn tay như thế nào. Đấy, về lên thị trường thì là như vậy, và mình nghĩ rằng là tháng 9 thì đương nhiên rồi, mình vẫn luôn nghĩ rằng là tháng 9 là tháng rủi ro đối với thị trường chứng khoán thế giới, và mình cũng tháng 8 thì mình cũng nhiều lần chia sẻ rồi, như tháng 8 thì không phải là cái tháng mà mình bi quan, nhưng tháng 9 thì mình là cái tháng cũng không bi quan nhưng cần theo dõi với rất nhiều cái mốc sự kiện mà nó quan trọng. Thôi, còn đây là thị trường Việt Nam, thì thị trường Việt Nam như thế này. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là về mặt chỉ số đi thì chúng ta làm rất là tốt. Cũng không không mấy chỉ số mà nó làm tốt được như chỉ số VN Index ở thời điểm tại, nghĩa là chúng ta sống sót qua cái những cái rung lắc rất là tốt về mặt chỉ số đúng không ạ. Đây là cái cây Jackson Hole, chúng ta có nến rút chân và sau đấy là ba nến liên tiếp, chúng ta giao dịch không nhiều vì nghỉ lễ đúng không ạ, nhưng nhìn thế này thì trên cái đồ thị nến ấy, thì xét về riêng về nến ấy, thì nó không có xấu, và nếu mà xét về nến ấy, thì cái tín hiệu nó chỉ xấu, cá nhân mình nghĩ là nó chỉ xấu khi mà rơi xuống dưới một ngưỡng 1.250, còn vùng này thì nếu mà nói về tín hiệu nến không thì mình nghĩ là không không hề xấu. Mặc dù có những một số cái tín hiệu về MACD nó cũng bắt đầu cắt xuống này, hoặc là chúng ta thấy là có những tín hiệu phân kỳ trên RSI, nhưng tổng thể nếu chỉ xét riêng về nến thôi, về giá về nến thôi thì VN-Index vẫn đang làm tạm tạm ổn, cá nhân mình nhìn thấy như vậy. Nhưng trong cái bối cảnh đấy thì chúng ta thấy là tiền rất là yếu. Nếu hai cái cây nến này chúng ta đổ lỗi đó là cái tâm lý nghỉ lễ thì cây nến hôm nay chúng ta đổ lỗi cho cái gì đúng không ạ? Chúng ta chỉ phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng là một là T cộng 2 mới nó không có cải thiện thanh khoản nhiều như chúng ta nghĩ, và thứ hai chúng ta thừa nhận là thanh khoản yếu như vậy thì chúng ta phải thực hiện với nhau đó là dòng tiền nó thực sự ở hiện tại mình nghĩ là yếu, nó không có lý do để mua lên đấy. Nếu mà nhìn vào tháng 9 ấy, lát nữa mình sẽ liệt kê cái lịch sự kiện ấy, thì mình nghĩ rằng là nó không có lý do đủ thuyết phục để dòng tiền mua lên, nhưng ở thời điểm tại chúng ta thấy rằng là cái chỉ số nó không điều chỉnh nhiều, nhưng mà nhìn vào về về nến nhé, về nến thì mình nghĩ là ổn, nhưng mà về thứ nhất là về thanh khoản, và thứ hai mà mình hay nói chúng ta nhìn vào cái cấu trúc thị trường ấy thì mình nghĩ rằng là nó không có cái cải thiện gì nhiều cả. Ở cái thời điểm hiện tại thì xu hướng dài hạn mình nghĩ là vẫn là đang rất là xấu thôi,
với số lượng cổ phiếu mà gãy xu hướng dài hạn đó, chúng ta không xem lại, nhưng mà nó chỉ còn dưới 30% là trên MA200 thôi, nên là chúng ta cũng không xem nhiều cái này. Trong thời gian vừa qua khi thị trường Mỹ nó rơi ấy, thì mình cũng nhìn thấy rằng là cái số lượng cổ phiếu mà trên MA200 á thì đúng là nó cũng bắt đầu là chúng ta thấy là nó cũng về mốc khoảng đâu đấy là khoảng khoảng dưới 30% rồi, khoảng 25% rồi, thì chắc chắn là không phải là thị trường tốt, không phải là cấu trúc dài hạn tốt. Nhưng còn thị trường Việt Nam thì ngay cả cái đoạn này, ngay cả cái đoạn ở hiện tại, ở cái sóng sóng hồi vừa rồi thì Mỹ nó cũng có lúc cải thiện được về cái xu hướng dài hạn, nhưng Việt Nam thì mình nghĩ là thấy là không. Còn xu hướng ngắn hạn thì thực sự cái bức tranh này mình đặt cái từ là rút củi đáy nồi ấy, thì cũng có cái ý nghĩa như vậy thôi. Có thể chúng ta sẽ nhìn vào, chúng ta nói là cái khung hình này nó bị nhàm chán, chúng ta nói là có góc nhìn này cứ đưa đi đưa lại hoài, nhưng đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy một cái sự phân kỳ rất là rõ ở trên đồ thị độ rộng và đồ thị của index. Chúng ta bỏ qua cái lớp vỏ ngoài mà vẫn đang ổn đi, thì rõ ràng chúng ta thấy là thị trường chỉnh, đang chỉnh rất là rõ, và không không biết là chúng ta sẽ níu được cái chỉ số này khi nào. Trên này thì nó cũng có những một số cái trường hợp ấy, khi mà cái thị trường nó chỉnh xong rồi, cái này đồ rộng nó chỉnh xong rồi, nhưng mà vẫn có một số trụ giữ ấy, thì chỉ số nó không gãy và sau đấy là nó phục hồi, và cái đoạn đấy thì thực ra là chúng ta thấy mới là cái đoạn chơi được. Nên ở đây chúng ta không nhìn chỉ số, nhưng chúng ta nhìn sơ qua là chúng ta biết được rằng là thị trường ở thời hiện tại thì cái mức độ thành công, xác suất thành công nó rất là thấp. Bởi vì sao? Đồ rộng chúng ta thấy là phân kỳ rất là rõ, đâu có 1/3 cái cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng dài hạn, trong khi là chỉ số vẫn neo ở quanh cái vùng đỉnh như thế này, thì nó sẽ khiến cho cái tâm lý bán ra nó không có bị vồ vập. Nếu vẫn neo được chỉ số thì chúng ta thấy là cái tâm lý bán nó sẽ không có bị bán tháo, nhưng một khi mà cái thị trường này này cung nó dồn như này thì khi gãy ấy, thì mức độ gãy nó sẽ rất là nhanh. Nhưng chúng ta bỏ qua những góc, tất cả góc nhìn đấy, thì chúng ta có thấy là thị trường này với thanh khoản này, với độ rộng phân kỳ như này, thì cái việc mua mới hoàn toàn của chúng ta thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ, cần phải cân nhắc rất là kỹ. Bởi vì giả sử mua mới ở hiện tại này thì cái xác suất thành công cá nhân mình nghĩ là nó sẽ không cao, xác suất chọn hàng thành công nó sẽ không có cao. Bán ra thì đương nhiên là với từng cổ phiếu thôi, khi mà chỉ số vẫn còn neo thì nó không có tạo áp lực bán tháo như cái ý nãy mình nói rồi, nhưng mà mua lên là hiện tại với cái góc nhìn về độ rộng như thế này thì rõ ràng người ta thấy là rút củi đáy nồi, nghĩa là tiền nó đã yếu đi rồi, chỉ số thì nó tiếp tục neo thôi. Để mà rõ hơn cái bức tranh ấy, thì đây là cái thống kê lại khoảng 10 mã trong tháng 8 á, nó đóng góp bao nhiêu điểm. Thì thực tế nếu mà chúng ta nhìn vào top 10 ấy, thì Vietcombank đóng góp nhiều nhất là tới hơn 11 điểm, và mình có cộng rồi. Top 10 thì nó đóng góp khoảng đâu đấy 46 điểm, top 20 cộng vào thêm khoảng 10 20 điểm nữa là 60 mấy điểm. Thì thực tế mà nói ấy, trong tháng 8 này này, chúng ta nhìn lại cái đồ thị trong tháng 8. Đây. Chúng ta nhìn lại cái đồ thị trong tháng 8 là từ đây, mốc này đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì thực tế mà nói anh chị nhé, thực tế mà nói ở đây chúng ta thấy ngàn hai lên ngàn hai đây 60 điểm đúng không ạ? Nhưng giả sử chúng ta loại trừ top 20 ảnh hưởng thì thực tế là cái phần còn lại nó không được cái gì hết. Đây là rõ ràng tháng 7 chúng ta chơi dễ, nhưng tháng 8, đặc biệt là nửa sau tháng 8, chúng ta thấy là cái việc mà chơi cơ sở cái tỷ số sinh lợi nó không cao thì là như vậy. Đương nhiên là chỉ số thì vẫn là chỉ số đúng không ạ, EV Index vẫn là EV Index, và nếu chúng ta chấp nhận phân tích nó thì ta cũng phải chấp nhận đó là nó có một số mã mà thanh khoản thấp, free lot thanh khoản không quá cao, free lot thấp và ảnh hưởng lớn, thì chúng ta có thể đặt đọc ngay những cái tên mà chúng ta có thể là khẳng định điều đấy ngay. Vietcombank này, BKMX, Thế Giới Di Động, Gas, Novaland, VB, BIDV, Masan, MBB, GVR, những cái tên mà rõ ràng là cũng có một số cái tên nó có thanh khoản nhất định, cũng có cái ảnh hưởng nhất định, nhưng đa phần những cái tên trong này, ảnh hưởng lớn nhất á, thì mình thấy rằng là nó không có ảnh hưởng nhiều tới cái nghĩa là không có người chơi nhiều, không có ai chơi nhiều, cá nhân không chơi nhiều, đại chúng không chơi nhiều những cái mã này, và free lot của những mã này thì nó đơn giản là nó cực kỳ thấp và rất là dễ kéo đấy. Thì cái việc mà níu kéo như vậy hoài ấy, thì nó có hiện tượng đấy là nó gây khó chịu đúng không ạ, xuống không xuống thì không có cơ hội, nhưng mà lên thì không có cửa, và cái cầu, cái sự khó chịu đấy nó sẽ khiến cho cái thanh khoản, nhưng mà thấy nó co lại một nhúm, thanh khoản đi trước giá, độ rộng đi trước giá, và hai cái đi trước đấy nó cho chúng ta cái góc nhìn
là nó không tích cực ở hiện tại. Mình sẽ không chưa chưa khẳng định là chỉ số nó có thể là bước vào pha giảm mạnh hay không. Về chỉ số mình nhắc lại là nó vẫn đang tích lũy, nhưng mà về cái cấu trúc để chúng ta nói thẳng thắn cái câu chuyện là mua gì bán gì, trồng cái gì nuôi con gì, tham gia thị trường được hay không, thì trong tại cái thời điểm này này mà review ấy, là mình thấy là nó chưa được. Bởi vì đấy, dòng tiền nó bị rút bớt rồi, củi ở dưới đáy nồi đã có bị rút bớt, và cái lớp vỏ thì nó vẫn ổn, nhưng mà cái đằng sau phần lõi thì chúng ta thấy là nó yếu. Đấy, thì chúng ta cần phải quan sát thêm là vì vậy. Thì chúng ta nói tàn mạng, mình nghĩ câu chuyện tiếp theo thì mình cũng có vừa rồi thì mình cũng có một số cái mình phải review cho một số cái khách hàng đấy, thì mình cũng nói là cái keyword đi. Thì bây giờ giả sử chúng ta nói về cái triển vọng hoặc là cái kỳ vọng trong thời gian tới, vậy chúng ta list ra thử những keyword ở trong tháng 9 hoặc là cuối năm của thị trường chứng khoán thế giới, là giả sử chúng ta đọc xong, anh chị có thể bổ sung những keyword ở cả phần thế giới nhé và cả phần trong nước, để biết đâu đấy là mình là người nó không có lạc quan, mình ví dụ như vậy đi, mình có bị bi quan hay góc nhìn của mình nó bị phiến diện quá, thì giả sử như là thì anh chị có thể bổ sung. Nhưng ví dụ như là những keyword mình nghĩ ra đối với thế giới ấy, thì mình sẽ đọc những keyword bây giờ này: lạm phát toàn cầu, quá trình nâng lãi suất của ngân hàng trung ương và sự mạnh lên của đồng đô la, suy thoái kinh tế, khủng hoảng năng lượng, xung đột Nga Ukraine, đại hội đảng Trung Quốc. Những cái ý nó ánh lên trong đầu mình ngay, đó là như vậy, nó là keyword về thế giới. Còn trong nước thì mình sẽ ví dụ nhắm mắt lại, mình sẽ đọc cái gì đó, nhắm mắt lại cái chị nghĩ gì về 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 những keyword, thì mình trong nước mình sẽ nói là quá trình phục hồi kinh tế sau Covid này, tăng trưởng GDP đạt đỉnh trong quý 3 2022 rất cao nhưng đạt đỉnh, lạm phát trong nước nó sẽ như thế nào, nó có cao hay không, khi nào trong nước nó sẽ tăng lãi suất, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chúng ta nó sẽ đi về đâu, ảnh hưởng như thế nào ở trong thời gian tới rất đáng bàn, với cái lượng trái phiếu sắp đáo hạn rất là nhiều. Rồi cái câu chuyện nâng hạn thị trường thì chắc là câu chuyện ở phía xa đấy, những cái keyword thì giả sử cái chị vẽ lên cái keyword như vậy, rồi các anh chị cứ thử hình dung cái gam màu sáng, gam màu tối, thì các anh chị sẽ hình dung được. Và cá nhân mình thì mình vẫn nghĩ là nó không phải là gam màu đen hoàn toàn, nhưng nó là một gam màu cũng xám xám tối tối, chứ không phải là một cái gam màu nó quá nhiều màu sáng ở trong cái bức tranh này. Ở đây là mình nói riêng cho chứng khoán đấy nhé, mình nói riêng cho chứng khoán, là đối với mình thì đấy, những yếu tố này nó ảnh hưởng đến chứng khoán, thì mình nghĩ là nó thiên về yếu tố là nó xám hơn, nó nghĩa là màu gam màu của mình ấy, nó không phải là quá sáng với những cái gì mà mình ánh lên ngay trong đầu. Nhưng câu chuyện tiếp theo ví dụ như là các chị thấy là thanh khoản bây giờ nó yếu thì cũng như vậy thôi, nó cũng đúng thôi, thế giới thì rất là xấu đúng không ạ. Trong nước thì bây giờ cái câu chuyện gì kỳ vọng trong tháng 9, các chị nói thử giúp mình đi, nới room room tín dụng thì lúc nói nới lúc nói không, nó mù mờ, nó ở dạng tin đồn, nó ở dạng mà rất khó chịu đúng không ạ, chẳng ai nói chúng ta một cách quang minh chính đại, ai nói một cách khẳng định một cách chắc chắn, không ai nói với chúng ta một cách nó tường minh rằng là cái câu chuyện này nó sẽ là như thế nào. T2 như chị thấy rồi, bây giờ thanh khoản đâu có tăng đâu, nó phụ thuộc bối cảnh, bây giờ thanh khoản có 11 ngàn mấy tỷ khớp lệnh à, nó đâu có. Rồi câu chuyện gì nữa, các chị thử viết tiếp, các chị thử nói tiếp, các chị thử kể tiếp, thì các chị sẽ hình dung ra ngay được là cái bức tranh của chúng ta nó sẽ trong thời gian tới nó sẽ là như thế nào, cái câu chuyện gì thì kỳ vọng. Còn mình thì mình chưa thấy quá nhiều cái câu chuyện đấy. Nếu mà nói về thị trường tháng 9 ấy, thì đây là cái lịch sự kiện đúng không ạ, thì rõ ràng là với những cái này này thì mình thấy rằng những thông tin ấy, nó mang cái tính chất là hỗ trợ một cách nó tương đối là đơn lẻ, còn cái gam màu xám thì là nó mang tính hệ thống và mang tính lâu dài, nên mình vẫn đặt một cái quan điểm tính tới hiện tại nhé. Thì mình tại vì chúng ta nói là cái bộ nến của VN-Index nó chưa xấu đúng không ạ, nhưng mà cái câu chuyện tiếp theo rõ ràng là sau cái phần tranh luận, sau cái phần mà chúng ta đưa ra brainstorm ra, thì mình không thấy nhiều cái câu chuyện tiếp theo. Nên đấy, mình đặt cái câu hỏi và các anh chị có thể comment những cái câu chuyện tiếp theo của thị trường. Và trong một cái thị trường mà nó không có câu chuyện như vậy ấy, thì ví dụ như là các chị thấy là nó rất là ẩu, một câu chuyện mà một thị trường mà không có câu chuyện ấy, thì rất là ẩu. Ví dụ như là room tín dụng tuần trước có những cái kênh mà ví dụ Vietcombank tăng 3-4%, rồi cái room tín dụng không còn đâu, rồi rồi cái câu chuyện là nhóm ngành chứng khoán nới T cộng ấy. Bây giờ chúng ta nhìn vào thực tế, nhìn vào thanh khoản ấy, chúng ta sẽ thấy
rồi nó bậy, có những cái câu chuyện bậy, ví dụ là ngành thép, ví dụ như là có một cái lần tăng giá thép đúng không ạ, thì là đặc biệt là nay cổ phiếu thép bằng sóng, nhưng chúng ta không nhìn thấy rằng là cái giá thép ở thị trường thế giới ấy, ở trong thời gian qua diễn biến rất là tệ, và giá quặng thép ở thị trường Trung Quốc nó có thể là thùng đáy. Nên là ở trong một cái thị trường mà nó thiếu những cái gam màu sáng ấy, thì đôi khi những cái gam màu nó xám, nó không phải là quá tốt, không được phân tích kỹ, nó có thể tạo cục của dòng tiền vào đấy. Cái dòng tiền đấy thì thực ra là nó không phải là dòng tiền quá khỏe, và nó thể hiện qua cái thanh khoản của thị trường là chúng ta thấy thấy ngay đấy. Nên là mình bảo là viết tiếp câu chuyện gì trong tháng 9 ấy, thì mình chưa thấy. Và trong cái bối cảnh đấy thì nó quay lại cái câu chuyện đó là hiện tại, mình tóm lại câu chuyện của cả ngày hôm nay, đó là câu chuyện rút củi đáy nồi. Nghĩa là đấy, tóm tóm tắt lại là như thế nào: một là thế giới là cái bối cảnh hiện tại chúng ta phải nói là xấu, và tháng 9 thì chắc chắn là nhiều biến động rồi. Đối với thị trường Việt Nam thì chỉ số vẫn neo được, nhưng chúng ta không chơi, nếu các anh chị không chơi phái sinh thì các anh chị không không cần quan tâm chỉ số, và nếu các anh chị không chơi phái sinh, các anh chị không quan tâm chỉ số, thì cái cơ hội giao dịch của chúng ta hiện tại ở thị trường cổ phiếu, cái xác suất thành công nó không cao, do những lý do mình đã trình bày: rút củi đáy nồi, do tiền yếu và do cái độ rộng nó rất là tiêu cực. Nên ở hiện tại chúng ta cũng chưa có nhiều kỳ vọng lắm ở trong tháng 9, và như vậy thì chúng ta cần phải theo dõi tiếp, đặc biệt là anh chị giao dịch chứng khoán cơ sở cũng không vội vàng gì các điểm mua, và cần theo dõi tiếp trong cái quãng thời gian tới. Đấy, đấy là những cái điều mà mình nghĩ rằng là khi nào thì chúng ta được quyền chọn, mà trong một cái bối cảnh mà thị trường nó một cái bối cảnh không quá tốt, thì chúng ta có quyền chọn là thời điểm nào chúng ta tham gia. Thì có thể là thời điểm này, thì đây có thể nhé, mình nghĩ rằng là đấy, một lần nữa mình nhắc lại là về về chỉ nhìn nến không á, là thị trường nó không có gì là quá tiêu cực cả, cũng có thể đây là một cái vùng tích lũy vân 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 vân, nhưng có lẽ là nếu đây là vùng tích lũy thì cũng cần là một cái vùng tích lũy kỹ hơn, cũng cần là một cái vùng tích lũy kỹ hơn để trước khi dòng tiền nó thực sự quay trở lại, và có những cái quãng thời gian mà chúng ta tham gia mới một cách an toàn và một cách hiệu quả hơn. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thường xuyên những cái diễn biến này, và hẹn gặp lại các anh chị ở trong những cái buổi tiếp theo. Có những cái quan điểm gì thì các anh chị cũng đừng ngại comment nhé, mình cũng sẽ cố gắng trả lời, và hy vọng là được đồng hành với các anh chị. Chúc anh chị một buổi tối đầu tuần vui vẻ, và với thị trường nó nhàm chán thì mong là anh chị cũng sẽ có những cái thú vui khác, công việc và thậm chí là trong chứng khoán, nhưng ở một cách khác thì chúng ta tìm hiểu về những chủ đề hay, nghiên cứu về những chủ đề hay. Cảm ơn tất cả anh chị.